Nhà Trắng ngày mùng 10 tháng 5 thì xác nhận Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine khi Washington quay trở lại tốc độ cung cấp vũ khí thường xuyên cho Kiev. Trong một bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Joe Biden đã cho phép cung cấp lên tới 400 triệu đô la Mỹ các thiết bị và dịch vụ quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như huấn luyện và đào tạo quân sự để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, gói viện trợ này chứa các vũ khí cần thiết khẩn cấp bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn dược vũ khí nhỏ. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ mới của Ukraine bao gồm các loại pháo, đạn cho hệ thống phòng không Nasams, đạn chống tăng, xe bọc thép và vũ khí nhỏ có thể được đưa vào sử dụng ngay trên chiến trường. Cùng ngày thì Đại sứ nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine là phản ứng trước bước tiến công của lực lượng nga ở tiền tuyến. Mỹ đã thông qua đạo luật viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc. Theo đó, thì hơn 1 phần 3 gói viện trợ tương đương với 23,2 tỷ đô la Mỹ dùng để bổ sung vũ khí hạ tầng kho bãi, gần 14 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động đào tạo đáp ứng các nhu cầu của quân đội Ukraine. Kiev cũng sẽ nhận được khoảng 10 tỷ đô la Mỹ dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, trong đó có hỗ trợ cho ngành năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng. Thông báo về gói viện trợ mới được đưa ra sau khi các lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào ngày 10 tháng 5 gần thành phố Kharkov ở phía đông Ukraine, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ở phía đông và phía nam Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm 10 tháng 5 thừa nhận những trận chiến khốc liệt đã nổ ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công trên bộ với quy mô lớn vào phía đông bắc. Mỹ dự đoán Nga sẽ tăng cường một cuộc tấn công mới cho Ukraine, nhưng bày tỏ sự tin tưởng, Kiev và hoài nghi về khả năng Moscow sẽ đạt được những bước tiến lớn. Có thể Nga sẽ đạt được những bước tiến hơn nữa trong những tuần tới, nhưng chúng tôi không nhận thấy bất kỳ đột phá lớn nào theo thời gian. Dòng viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine đối phó với những cuộc tấn công này trong suốt năm 2024. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia John Kirby tuyên bố. Nguồn tin này cho hay, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên được phương Tây chuyển giao thì sẽ đến Ukraine trong vài tuần nữa. Tuy nhiên, nguồn tin cũng không cho biết là quốc gia nào sẽ cung cấp những chiếc tiêm kích cho ở Kiev. Ukraine lâu nay vẫn nỗ lực kêu gọi hỗ trợ tiêm kích cơ F-16 do Mỹ sản xuất để có thể chống lại các cuộc tập kích mạnh mẽ của các lực lượng Nga. Bất chấp cảnh báo của Moscow, một số quốc gia ở phương Tây đã đề nghị hỗ trợ Ukraine những chiếc máy bay chiến đấu này và Mỹ cũng đã ủng hộ động thái này. Trong khi đó thì Anh cũng đã giúp đào tạo phi công Ukraine. Hồi tháng trước thì Hà Lan đã bàn giao 3 chiếc F-16 khác cho một cơ sở huấn luyện ở Romania, nơi các phi công Ukraine và nhân viên mặt đất đang được đào tạo, cách bay và bảo trì máy bay trong chiến đấu. Hà Lan là một trong những quốc gia mạnh mẽ thúc đẩy liên minh quốc tế cung cấp F-16 cho Ukraine nhằm tăng cường phòng không trước ưu thế vượt trội của Nga. Mỹ cũng đã ủng hộ việc gửi F-16 cho Ukraine, trong đó thì Đan Mạch, Na Uy và Bỉ được cho là cũng tham gia vào sáng kiến này. Hồi năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi động thái này là một thỏa thuận đột phá và cho biết các máy bay chiến đấu này sẽ giúp Kiev tăng cường năng lực phòng không và giúp nước này phản công chống lại các lực lượng Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ không phải là yếu tố có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường. Vũ khí hạt nhân là vũ khí đáng sợ, nhưng nó cũng chỉ là một vũ khí. Vì vậy để sử dụng những vũ khí đó, chúng ta phải huấn luyện và biết cách sử dụng chúng. Căng thẳng leo thang đang diễn ra, chúng ta nên làm gì trong tình huống này? Chúng ta cần cẩn trọng nhưng sẵn sàng hành động khi cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng những vũ khí sát thương này. Tổng thống Lukashenko tuyên bố. Theo tổng thống Belarus, Minsk và moscow đã công bố công khai về các cuộc tập trận trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở ukraine tuy nhiên sự leo thang không chỉ xảy ra ở ukraine vì trung đông cũng đã rực cháy với iran ở gần đó và xa hơn là khu vực thái bình dương ông lukashenko nói đồng thời cho rằng thế giới gần với thảm họa hạt nhân hơn bao giờ hết tổng thống lukashenko cũng tuyên bố belarus và nga đặc biệt xem đây là vũ khí dân đe và khẳng định hai nước chỉ muốn hòa bình Chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh và không muốn Ukraine trở thành bàn đạp để tấn công. Đó là lý do Belarus sát cánh cùng với Nga, không chỉ bởi vì chúng tôi là đồng minh. Ông Lukashenko nói, đồng thời cho biết Belarus cũng có máy bay chiến đấu mang đầu đạn hạt nhân, phi công được huấn luyện và tên lửa Iskander. Chúng tôi nói với phương Tây rằng, hãy bình tĩnh vì chúng tôi có mọi thứ cần thiết. Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã đưa ra sáng kiến về việc tổ chức một cuộc tập trận chung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo tổng thống Lukashenko, Belarus đang tham gia vào giai đoạn 2, trong khi kết quả của cuộc tập trận sẽ được tóm tắt sau giai đoạn 3. Chúng tôi không có ý định tấn công bất cứ ai, nhưng mọi người nên hiểu rằng chúng tôi thành thục trong công việc này. Ông Lukashenko tuyên bố Trước đó đã có báo cáo về việc Bộ Tổng tham mưu Belarus và Nga đang tiến hành các cuộc tập trận cho các lực lượng khu vực chung nhằm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược lần đầu tiên. Hôm 10 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công mới với quy mô lớn vào vùng Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quân đội Ukraine đã chuẩn bị để đẩy lui các cuộc tấn công của Nga trong khu vực. Nga có thể tăng cường lực lượng tấn công, nhưng chúng tôi biết điều này và đã tính toán mọi thứ, ông Zelensky nói. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin, lực lượng Nga đã tấn công các vị trí phòng thủ gần thị trấn biên giới Voschansk. Bộ này cho biết thêm rằng, cuộc tấn công đi kèm với các cuộc oanh tạc dữ dội từ trên không, giao tranh với các cương độ khác nhau đang tiếp tục dọc biên giới nga với vùng kharkov. Cho đến nay thì moscow vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về các hoạt động quân sự ở khu vực kharkov. Truyền thông nga cùng ngày cũng công bố video từ máy bay không người lái cho thấy những cuộc pháo kích của cánh quân bắc nhằm vào đầu mối hậu cần, trung tâm liên lạc và các điểm tập kết binh lực ukraine tại thành phố vostok. Trong vài tháng qua thì khu vực kharkov đã được lực lượng ukraine sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa vào các khu vực biên giới của Nga, chủ yếu là Begorod. Giới lãnh đạo Nga liên tục cảnh báo Kiev và các nước phương Tây ủng hộ nước này không tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Edifka vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về việc Nga sẽ mở rộng quy mô các cuộc tấn công. Phương Tây nhận định, Moscow đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè. Theo giới chuyên gia, khu vực Kharkov nằm ở đông bắc Ukraine, ra với tỉnh Belgorod của Nga. Chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này.